Hãy nghe lời làm chào các bạn nha. Hôm nay trong một sinh tồn trong rừng, hôm nay lợi sẽ có một cái mẹo rất là hay muốn chia sẻ các bạn, là những các bạn nào mà vô trong rừng mà nhớ mà quẹt hết ga với không có quẹt hoặc quẹt ướt các bạn, thì hôm nay lợi sẽ chỉ các bạn cách là mình làm như thế nào để mà có lửa để mà nướng đồ ăn. Thì nay lợi sẽ hướng dẫn các bạn. Đây là con cá hồi nãy mà mình bắt lên đây. Bây giờ mình sẽ nướng nó. Mà hôm nay mà mình quẹt thì mình cũng không có cầm theo. Thì hôm nay đây có một cục pin đây. Mình sẽ làm lửa bằng cục pin này và mình sẽ nướng con cá này. Bây giờ trước tiên là mình phải đi vòng vòng mình tìm cái nguyên liệu để mà mình nhóm lửa và mình tìm cái nguyên liệu để cho cái này nó cháy. Thì mình mời các bạn theo trên mình nha. Đói quá rồi, trưa rồi mà bây giờ quẹt thì không có lửa, thì bắt buộc mình phải tìm cách nào để mình kiếm lửa để mình nướng mình ăn thôi. Cục pin mình đây. Ồ, sẵn có cái này rồi. Đây đúng không? Cái thứ mình cần đây. Không biết được không anh ạ. Chắc dầu pin của mình chắc là hết pin rồi các bạn. Để mình để tìm cục pin khác cho nó lấy coi. Pin này chắc cũng lâu rồi nó hết pin. Mới lại nhiều lúc cái sao. Cái nó có 1.5V nhiều lúc nó cũng yếu, phải 2 cục. Nhưng mà đây có cục chứ không đủ, để cho mình tìm cục pin khác coi. Rồi, mình có cục pin mới rồi. Đây đây mình làm lại cho các bạn xem nha. Mình xé ra nè. Cho giấy này đi. mới kiếm được cái chế này cho nó biết sao mà cho nó bốc nhanh. Cái này là bốc nhanh lắm. Vậy chế để sẵn đây, khi nó cháy là mình dục vào nó là nó sẽ cháy nhanh hơn. Tôi kệ, phải thử. Có khó ra bà ơi, có khó ra bà ơi. Rồi cháy rồi. Ủa, bốc củi vô. Ui, hay quá. Hay, bỏ dây vào. Một thanh. Khung cảnh buổi chiều này rất là rất là đẹp các bạn. Đây. Không, buổi trời nay chiều rất là mát mẻ, không có mưa. Ngồi đây mình nướng cá ăn là rất tuyệt vời luôn. Phê cả cà luôn. Quá ngon. Đây. Có tuyệt vời để mình chở nó coi. Coi mấy mà có chín chưa nè. Chắc cũng gần chín rồi. Để mình chờ một chút xíu nữa coi. Thơm đó các bạn, thịt cá bóng là thơm nhất luôn á. Ngon nhất luôn các bạn. Thơm rồi. Quá thơm á. Bỏ như đá luôn đi. Ăn tại chỗ nó ngon. Đây. Quá thơm các bạn ơi. Rồi coi nè. Wow, quá đã luôn. Cái vị cá nướng này quá đã. Quá ngon, để mình thử thưởng thức thử coi. Ra, con lúc già ra. Bẻ ra coi nè. Thơm ngon, chắc nụ luôn. Nóng quá. Ngon, ngọt ngọt.
Đây là những gì mà Lợi muốn chia sẻ các bạn về cái cách mình tạo ra lửa từ củ pin và mình nướng món cá ăn rất là thơm ngon các bạn. Mà con rùa nghe con mùi con bay đến nữa các bạn thấy không? Có nghĩa là nhiều lúc mà mình đi xa hoặc mình đi đâu hoặc là trời mưa giờ bão gió mà mình bị ướt đồ mà quẹt ướt luôn đó, mình không có cái gì là thường mình có cái đèn đội đầu á, là mình lấy cái đèn đội đầu ra nó có pin đó là đảm bảo cháy 100% các bạn. Không tin các bạn cứ làm thử đi. Để rồi chào tạm biệt các bạn nghe, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.